Vâng, cảm ơn cô Hạnh. Anh xin kính chào và thưa thầy cô và các anh chị. Thì chúng tôi thì sẽ, như các anh chị thấy đó, thì chúng ta đã có những cái ca lâm sàng bệnh từ miễn, mình tiến triển rất là nặng và dẫn tới tử vong rất là nhanh. Chúng ta đã nghe qua bài Rezoni để làm sao mà mình biết cách chẩn đoán. Thì bà cũng nhấn mạnh cái làm sao mà lượng giá bệnh nhân, thì bao gồm là thí dụ như trong sơ cứng bì thì mình lượng giá cái phần sơ hóa và mình lượng giá cái bệnh từ miễn. Thế thì trong cái phần tới thì chúng tôi sẽ trình bày một trong hai cái điều trị cơ bản của bệnh phổi mô kẽ do bệnh từ miễn. Phần tiếp thứ hai thì một bác sĩ ở Bệnh viện Bạch Mai sẽ trình bày tiếp theo. Thì giống như cô Hạnh có nhắc đó, mình có rất là nhiều thuật ngữ mới, thành ra là chúng tôi xin lướt qua một số cái từ viết tắt. Thì có một điểm là hai cái từ mà in đậm đó, thì cũng xin nhắc là hồi xưa thì trong nghiên cứu in build rồi đó, thì người ta hay dùng từ là progressive fibrosing IOD, tức là bệnh phổi mô kẽ sơ hóa tiến triển. Thì cái cách chọn bệnh của cái nghiên cứu này nó không có hoàn toàn đồng nhất với tất cả những cái nghiên cứu khác. Mình có rất là nhiều tiêu chuẩn nói là thế nào là bệnh tiến triển. Sau này thì sau khi chúng ta thấy đây là một cái thể bệnh có thể tiếp cận được, có thể điều trị được, thì cái hướng dẫn năm 2022 của Hội Lồng Ngực Hoa Kỳ, Hội Hô Hấp Châu Âu, Hội Hô Hấp Nhật và Hội Lồng Ngực Châu Mỹ Latin, thì họ mới gom lại một cái bệnh mà mình in đậm cuối cùng, gọi là progressive pulmonary fibrosis, mình gọi là sơ phổi tiến triển. Như vậy thì ít nhiều gì thì hai cái từ này nó sẽ gần như là thống nhất với nhau. Về mặt nội dung thì chúng tôi sẽ xin trình bày ba phần. Thứ nhất là làm sao chúng ta định nghĩa cái bệnh này, gánh nặng nó có nhiều hay không. Thứ hai là chẩn đoán như thế nào, điều trị ra làm sao, và cuối cùng là điểm qua những cái hướng dẫn, trong đó có hai cái hướng dẫn quan trọng nhất là hướng dẫn của thế giới và hướng dẫn của Việt Nam. Thì tôi thì hay thích phân loại bệnh mỗi kẻ theo cái kết quả một nghiên cứu mới này ở châu Âu, nó đăng tải trên tờ European Respiratory Journal năm 2017. Nó thể hiện được là mặc dù mình có 200 bệnh đó, nhưng mà mình vẫn có thể gom nó lại thành nhiều nhóm. Cái nhóm màu xanh ở bên cái con chuột của tôi nó chạy đâu rồi? Đấy. Cái nhóm màu xanh này nó tương ứng với cái nhóm màu xanh này là có nguyên nhân. Đó, cái nhóm màu vàng này nó tương ứng với nhóm màu vàng này là idiopathic. Và cái nhóm còn lại là bệnh mô kẽ hiếm. Thì như vậy thì mình thấy là sarcoidosis với bệnh mô kẽ có nguyên nhân cũng khá là nhiều. Và như vậy chúng ta có thể tiếp cận điều trị theo kiểu đó. Thứ hai là trong 200 bệnh đó thì có một cái điểm chung là những cái bệnh này thì thường thường là nó không có đồng nhất. Trong IPF chẳng hạn, có những bệnh nhân tiến triển rất là nhanh, xuống ào ào. Và trong những bệnh mô kẽ khác, đặc biệt là bệnh phổi mô kẽ từ miễn mà mình đang đề cập, hoặc là hypersensitivity pneumonia, tức là viêm phổi quá mẫn đi nữa, thì gần như là lúc nào nó cũng sẽ có hai nhóm bệnh nhân, một nhóm tiến triển nhanh hơn và nhóm tiến triển chậm hơn. Thế thì người ta mới không biết là nó khác nhau chỗ nào, người ta mới khảo sát CT. Thì người ta thấy là ở cái nhóm tiến triển nhanh hơn, hình như là cái tổn thương mà sơ hóa nó nhiều. Và như vậy thì mình theo dõi cái điểm tổn thương sơ hóa trên HRCT, mình có thể dự đoán được cái bệnh nhân nào là tiến triển nhanh. Thì hồi trước cái nghiên cứu này khá là cũ rồi, các anh chị thấy là nó từ 1998. Mà nó không dẫn tới cái thay đổi gì cả, là tại vì hồi đó là không có cái điều trị. Sau cái nghiên cứu in build thì người ta thấy là nếu mà tôi biết là những cái bệnh nhân này tiến triển xấu, tôi can thiệp điều trị, tôi có thể chặn đứng nó. Thành ra là tự nhiên nó thành một cái cơn lốc, nó thành một cái cách tiếp cận rất là mới. Chính vì vậy thì ở trong cái
hướng dẫn của Hội lồng ngực Hoa Kỳ, Hô hấp châu Âu và châu Mỹ Latin Nhật, thì họ nói là bây giờ chúng ta sẽ xem là có bao nhiêu bệnh nhân là sẽ là có sơ hóa tiến triển trong những cái phân loại bệnh mỗi kẻ khác nhau. Mà mình thấy là rất là ngạc nhiên là gần như trong hầu hết các bệnh, thì ít nhiều gì nó cũng có cái phần màu xanh, tức là cái phần sơ hóa. Thì lẽ dĩ nhiên có vài bệnh không có tí nào, như là lam chẳng hạn, nhưng mà đa số là cũng có ít nhiều có phần màu xanh. Thì cái phần tự miễn của mình đây, cái phần tự miễn thì hai cái bệnh mà bà Rajuni trình bày, tức là viêm đa khớp dạng thấp với sơ cứng bì là cái tỷ lệ nó cao nhất, những cái bệnh khác cũng có với tỷ lệ thấp hơn. Thế thì hồi nãy cũng có trình bày qua, và bây giờ mình có nhiều thời gian hơn là mình sẽ nói về kỹ về cái định nghĩa này. Thứ nhất là mình phải có tổn thương sơ hóa, tức là có hoặc là hình đường, hoặc và phổ biến nhất là hình lưới, kèm với giãn phế quản co kéo, kèm với hoặc là cái hình tổ ong. Thì đó là những cái điểm mà khẳng định là nó có sơ hóa. Cái chữ sơ hóa là cái chữ in đỏ. Thứ hai là cái tỷ lệ nó phải quan trọng, thí dụ như là trên 10% diện tích của phổi. Thứ ba là khi nào mình có bệnh mô phổi mô kẻ sơ hóa rồi thì mình coi nó có tiến triển hay không, thì mình coi lâm sàng là triệu chứng hô hấp, mình coi hô hấp ký là hai thông số FVC và DLCO, và mình coi về tiến triển về mặt hình ảnh học. Thế thì mình nói về gánh nặng của bệnh, mình sẽ đi khảo sát cái tần suất của nó. Thì trong bệnh phổi kẻ nói chung thì cái phần sơ hóa nó dao động. Thì người ta gom ở đây là những cái nghiên cứu ở châu Mỹ, ở châu Âu, nhiều châu lục, và có thể là theo nhiều phương pháp, hoặc là thống kê, hoặc là tính toán, thì người ta thấy là nó dao động từ khoảng 5-10% cho tới khoảng 50%, tùy các nghiên cứu, và như vậy nó chiếm được một tỷ lệ rất là quan trọng. Tính về cái prevalence, tức là tần suất bệnh lưu hành, và incidence, tức là bệnh mới mắc, thì ở Hoa Kỳ cũng như châu Âu thì nó sẽ dao động từ 19 bệnh nhân cho tới 80 bệnh nhân là bệnh lưu hành, và bệnh mới mắc hàng năm là từ 5 cho tới 32 bệnh nhân. Và như vậy thì giống như cô Hạnh có nhắc, nó tuy là có hiếm nhưng mà không có phải là hiếm lắm, mình vẫn có thể gặp. Và khi mà mình thấy nó là bệnh phổi mô kẻ sơ hóa tiến triển rồi, thì cái kết cục nó có xấu. Nó tùy vào cái chẩn đoán và tùy vào cái tổn thương. Nếu mà nó là UIP thì nó xấu hơn, và nếu là nó RA, tức là viêm đa khớp dạng thấp và sơ cứng bì, thì thường thường là hai cái bệnh xấu nhất trong cái nhóm bệnh tự miễn. Vậy thì có thể tổng kết lại, bệnh phổi mô kẻ sơ hóa tiến triển là một cái nhóm mà nó nằm trong tất cả mọi cái bệnh phổi kẻ nói chung, và có đặc điểm chung là có tổn thương sơ. Và hễ mà bệnh nhân xấu đi về mặt lâm sàng và mặt x-quang, về mặt hô hấp ký, là mình có thể xác nhận. Và do cái đặc điểm là nó xấu đi như vậy thì cái tiên lượng nó sẽ rất xấu, và nhiều cái nghiên cứu trước cũng nhấn mạnh là cái tiên lượng xấu tương tự như bệnh nhân IPF. Về mặt tiếp cận chẩn đoán thì chúng ta sẽ dựa vào lâm sàng. Thì lâm sàng đầu tiên là phải làm sao phát hiện nó. Thì hồi nãy chúng ta có nói qua là muốn tầm soát thì thường thường là bệnh hô hấp không có đặc hiệu. Rồi khi nào là mình sẽ nghĩ tới? Khi nó bắt đầu có rành nổ. Thay vì một cái bệnh nhân mà khó thở gắng sức mà có khò khè ra nít ăn ngáy, bây giờ lại có rành nổ, thì mình sẽ nghĩ tới bệnh phổi kẻ. Rồi mình phải làm những cái xét nghiệm khác giống như là HRCT và hô hấp ký. Thì mình sẽ chẩn đoán được là thứ nhất là có bệnh phổi kẻ. Thứ hai là hồi nãy có nói là những cái tiêu chuẩn chẩn đoán là khác nhau đó. Thì trong bốn cái nghiên cứu ở đây thì mình thấy cái nghiên cứu InBuild là cái nghiên cứu phía dưới này cuối cùng đó. Thế thì rõ ràng là nó khác nhau về cái khoảng thời gian bao lâu là mình thử lại hô hấp ký một lần. Nó dao động từ 6 tháng cho đến 24 tháng.
Nó khác nhau là mình sử dụng hô hấp ký đơn thuần hay là triệu chứng hô hấp hay là CT scan. Như vậy thì do hồi trước giờ đó thì những nghiên cứu chọn bệnh khác nhau, thành ra là chính vì vậy mà họ phải có một cái guideline chung để mà gom tất cả những cái bệnh này lại là có vẻ là giống nhau, và họ sẽ lựa những cái tiêu chuẩn nào là quan trọng thì mình sẽ coi phía phần đây. Về mặt là tổn thương gợi ý sơ hóa thì chúng ta đã có nói qua là đây là những cái tổn thương mà gợi ý sơ hóa, và những cái chẩn đoán khác đó, những cái tổn thương vi nốt đông đặc vân vân á, thì mình nghĩ đó không phải là tổn thương sơ hóa và nó không có cần thiết, hoặc là nó giúp mình gợi ý những cái chẩn đoán phân biệt khác chứ nó không có giúp mình xác nhận cái sơ hóa. Nói rõ hơn là thế nào là tiến triển về mặt hình ảnh học thì đây là những cái định nghĩa rất là rõ ràng trong cái hướng dẫn, và chúng ta có chú thích bằng những cái hình ảnh, thí dụ như là cái hình đầu tiên là lan nặng thêm về gì đó giãn phế quản. Đây con chuột này khá khó điều khiển. Đây bình thường thì gì đó cái phần sơ nó ít, nhưng mà ở bệnh nhân này mặc dù kính mờ nhiều nhưng mà cái phần sơ nó tiến triển và mình thấy cái giãn phế quản chỗ này nó càng ngày nó càng tệ đó. Ở bên dưới thì chúng ta cũng thấy tương tự là cái phần tổ ong ở cái bệnh nhân thứ ba. Bệnh nhân thứ ba này nó tiến triển nhanh, rõ. Thế thì bây giờ người ta sẽ đặt câu hỏi là mỗi nghiên cứu chọn một cái tiêu chuẩn. Vậy thì tôi chọn cái tiêu chuẩn nào cho cái guideline? Thì người ta bảo là bây giờ mình sẽ đưa cái outcome là tử vong là một, thứ hai là bệnh nhân cần ghép phổi là hai. Và khi mà mình quay ngược lại là cái yếu tố nào là cái yếu tố tiên lượng tử vong và ghép phổi á, thì người ta có những cái tiêu chuẩn để mà gọi là yếu tố nguy cơ. Thì cái yếu tố nguy cơ quan trọng nhất là giảm cái FVC 10%. Ngoài những cái yếu tố, ngoài cái giảm FVC 10% thì những cái yếu tố khác có được liệt kê ở đây cũng rất là quan trọng. Như vậy thì mình thấy nó có sơ hóa, mình thấy nó có tiến triển trên FVC, trên DLCO, hoặc là tiến triển khó thở, tiến triển. Thì chúng ta sẽ tiến hành chẩn đoán đó là bệnh phổi mô kẽ sơ hóa tiến triển. Như vậy thì cái phác đồ chẩn đoán đây này, nó đưa ra một cái quan điểm thực hành ở cái chỗ là nếu mà mình chụp CT lần đầu tiên rồi cái mình thấy là một bệnh nhân nam lớn tuổi có kiểu hình sơ hóa, không có kèm viêm, có hút thuốc, không có nguyên nhân, không có bệnh tự miễn gì cả, mình chẩn đoán ngay là IPF là một cái nhóm bệnh riêng. Thứ hai là nếu mà không phải là IPF thì bắt đầu mình đi tìm nguyên nhân kỹ hơn, và mình sẽ đánh giá toàn diện. Thì trong quá trình đánh giá và theo dõi đó thì mình sẽ theo dõi monitor bằng triệu chứng lâm sàng, sẽ theo dõi bằng hô hấp ký, sẽ theo dõi bằng CT scan. Và nếu mà những cái thông số này càng ngày nó càng tiến triển xấu thì mình kết luận đó là bệnh phổi mô kẽ sơ hóa tiến triển. Thì cũng như thầy Giáp hồi nãy có nhắc với quý vị, thảo luận hội chẩn đa chuyên khoa rất là quan trọng, là tại vì nó giúp mình xác nhận nguyên nhân, xác nhận bệnh phổi kẽ, xác nhận bệnh tiến triển. Không phải bệnh nhân nào bệnh phổi kẽ tiến triển cũng là bệnh phổi mô kẽ sơ hóa tiến triển. Nhiều bệnh nhân tự nhiên là trước đó người ta điều trị COVID, chồng lên thêm bệnh lao, ví dụ vậy. Mình thấy là tổn thương tiến triển nhưng mà giãn nốt chẳng hạn, rồi mình làm AAB dương tính chẳng hạn, thì như vậy thì mình cũng phải loại trừ, và bác sĩ lâm sàng cũng như một cái hội đồng hội chẩn đa chuyên khoa là cần thiết. Thế thì trong trường hợp chúng ta xác nhận được bệnh phổi mô kẽ sơ hóa tiến triển thì chúng ta biết là đây là một cái thể bệnh mà nó liên quan trực tiếp đến một cái điều trị, đó là điều trị kháng sơ. Nhưng mà trong cái nhìn của điều trị toàn diện á, thì các anh chị luôn luôn nhớ là loại bỏ cái thuốc mà cái bệnh phổi kẽ rất là dễ dàng. Các anh chị vô pneumotox.com tra coi cái thuốc mà bệnh nhân đang dùng đó. Người ta hay nói, trời ơi cái thuốc này tôi dùng mấy năm rồi bác sĩ. Mừng quá, dùng mấy năm mà một loại thuốc chính là cái cơ hội mình có thể cái thuốc đó là thuốc gây bệnh. Mà mình tra ra là thí dụ nó có pneumonitis, nó có tổn thương kẽ, mình phải thử xem xét.
cân nhắc cùng với bác sĩ tiểu đường, bác sĩ tim mạch, mình ngưng cái đó. Rồi mình đi tìm những cái yếu tố nguy cơ khác, giống như là phơi nhiễm với kháng nguyên, mà thường nhất là ở môi trường trong nhà, ở môi trường làm việc, và đôi khi là thú vui, người ta đi du lịch vân vân các thứ, họ có thể tiếp xúc với cái gì. Rồi mình loại bỏ những cái yếu tố đó, thì những cái điều trị đơn giản đó mình phải làm đầu tiên. Sau đó thì luôn luôn xem xét là cái điều trị kháng viêm có cần thiết hay không. Và trong cái trường hợp đã kết luận bệnh phổi mô kẽ sơ hóa tiến triển thì điều trị kháng sơ là tối quan trọng. Thì có thời gian hơn, chúng tôi xin giới thiệu kỹ cái nghiên cứu InView, cái nghiên cứu đã làm thay đổi cái cách tiếp cận mình. Hồi xưa mình suốt ngày mình nói phải tiếp cận 200 bệnh phổi kẽ và mọi người gì đó rất là căng thẳng, suốt ngày bảo trời ơi thôi 200 bệnh thì khỏi học, để chuyển cho bác sĩ Trang, chuyển cho cô Hạnh, chuyển cho bác sĩ Vũ hơi đầu học. Nhưng mà bây giờ dễ lắm các anh chị, mình gì đó mình có thể phân nó hai nhóm, nhóm có sơ, nhóm không có sơ. Đó. Thế thì cũng giống như là quý vị đã biết thì đây là một cái nghiên cứu lớn và đăng trên New England Journal Medicine. Các bệnh nhân thỏa cái tiêu chuẩn chọn bệnh sẽ được randomize, sẽ được phân ngẫu nhiên vào hai nhóm, nhóm giả dược và nhóm nintedanib. Thì cái tiêu chuẩn chọn bệnh giống như chúng ta thấy ở trong cái định nghĩa IPF nó có hẹp hơn, nhưng mà nó cũng gần giống. Là nó có gì? Thứ nhất là có tiêu chuẩn ILD đã được xác nhận ít nhất là trong vòng 24 tháng trước, có suy giảm FEV1. Thì cái suy giảm FEV1 tương đối với tuyệt đối nó cứ khác nhau, các anh chị để ý, nhưng mà trong nghiên cứu này thì chọn là tương đối. Thì 10% là nhiều, thành ra chỉ cần một tiêu chuẩn đó là được. Còn nếu là 50% thì phải thêm triệu chứng hô hấp xấu đi, hoặc là thêm triệu chứng sơ hóa và gì đó, hoặc là có triệu chứng và kèm với sơ hóa trên CD. Thế thì có rất là nhiều kiểu bệnh phổi kẽ nằm trong này, trong đó một trong hai nhóm phổ biến nhất là nhóm bệnh từ miễn chiếm 25,6% và nhóm viêm phổi quá mẫn là 26,1%. Những cái phần khác thì góp một thứ một chút. Và hồi nãy có nói là hễ bệnh nhân nào mà dùng nintedanib thì cái chức năng hô hấp nó chậm xấu đi. Thế thì mình rõ ràng là mình thấy là cái bệnh nó vẫn tiến triển và chức năng hô hấp nó vẫn xấu, nhưng mà gì đó, nhưng mà ở cái bệnh nhân dùng nintedanib thì nó chậm xấu đi. Thế thì cái gì chậm xấu đi đó, nếu mà mình nhìn dọc suốt cái chiều thời gian đó thì mình thấy là may mắn là những cái bệnh nhân mà có sử dụng nintedanib thì cái chức năng hô hấp nó tuốt ở phía trên, còn những cái bệnh nhân không sử dụng thì nó xuống rất là nhanh và vì đó mất cái chức năng phổi dẫn tới những cái kết cục xấu. Như hồi nãy cũng có trình bày, nó kết quả này thống nhất dù là nam hay là nữ, dù là trên 65 tuổi hay dưới 65, dù là chủng tộc châu Á hay chủng tộc da trắng. Thì trong nghiên cứu này châu Á cũng chiếm 84 bệnh nhân trên gì đó, và da trắng thì khoảng 204, thành ra là châu Á cũng khá đáng kể. Trên những cái bệnh khác nhau là bệnh từ miễn chẳng hạn thì nó có hiệu quả hay không, thì người ta thấy là đối với bệnh từ miễn mà có sơ hóa thì nó cũng hiệu quả. Cái slide này đã trình bày rồi, tôi xin lướt qua. Thế thì hồi nãy mình không có thời gian mình nói về tác dụng phụ. Trên nghiên cứu và trên thực tế lâm sàng tụi tôi thấy là cái mặc dù là bệnh nhân có mô tả tiêu chảy nhưng mà thường là tháng qua, buồn nôn cũng vậy. Những cái tác dụng phụ khác thì thường là nhẹ và chấp nhận được. Thực ra là cái số lượng bệnh nhân thì chưa có nhiều, nhưng mà trong những cái bệnh nhân mà đã sử dụng khoảng chừng 10-15 bệnh nhân thì rõ ràng là gì đó, những cái tác dụng phụ là chấp nhận được. Thế thì như vậy thì ở bên hen và CBD mình có cái gọi là treatable trait, tức là tìm ra cái thuộc tính, định nghĩa cái thuộc tính đó thì điều trị cái đó. Thì bệnh phổi mô kẽ sơ hóa tiến triển là một cái kiểu như vậy, nghĩa là mình xác nhận được là nó có sơ hóa tiến triển thì mình có thể điều trị được. Nhưng mà mình cũng đừng quên là trong điều trị bệnh phổi sơ hóa tiến triển cũng như IPF, cũng như bệnh phổi kẽ khác thì mình phải có một cái tiếp cận toàn diện, bao gồm là điều trị nguyên nhân nếu có, bao gồm là
cân nhắc đến khi nào mà bệnh nhân kháng thuốc thì cân nhắc nghiên cứu lâm sàng để sử dụng thuốc mới. Khi nào mà cái chức năng phổi nó tiến triển xấu, bắt đầu nghĩ tới ghép phổi. Mặc dù mình còn ít ghép phổi, nhưng mà mấy bác sĩ ghép phổi thì hay nói là bác sĩ phổi chả bao giờ gửi cho tụi tôi ca nào là tiềm năng cả. Thành ra là mình vẫn phải phối hợp với nhau để coi là phối hợp thiệt tốt. Thế thì về mặt khuyến cáo thì cũng giống như hồi nãy trình bày, là năm 2022 mình đã có những chứng cứ là ngoài cái chuyện là sau khi bệnh nhân đã đề kháng cái chuyện điều trị viêm rồi đó, thì mình bắt buộc phải cân nhắc và thêm cái nintedanib. Thì bây giờ là mình thấy là nếu mà ngay từ đầu mà chức năng hô hấp nó rất là kém, ví dụ như FVC dưới 50%, mình bảo là nó đã tiến triển rồi, không chẳng lẽ chờ nữa, thì có thể là trong cái khuyến cáo này người ta nói là phải thêm nintedanib từ sớm. Thế thì cái phần này cũng có trình bày với các anh chị rồi. Hiện tại thì do là nintedanib có nhiều nghiên cứu, và cái nghiên cứu IMBIU là cái nghiên cứu lớn, thành ra là hầu hết trong một cái hội đồng bao gồm nhiều bác sĩ của cái hướng dẫn Hoa Kỳ, châu Âu, Nhật và châu Mỹ Latin này, thì cái hầu hết các bác sĩ là khoảng 2/3 bác sĩ bỏ phiếu thuận cho nintedanib được khuyến cáo trong điều trị IPPF. Còn đối với việc phenidol thì cái nghiên cứu là ít hơn và kết quả thì không có đầy đủ, không có sức thuyết phục, thành ra là hiện tại thì việc phenidol chưa được khuyến cáo cho tới khi nào có nhiều nghiên cứu hơn để chứng minh là việc phenidol có hiệu quả. Như vậy thì qua phần trình bày này, chúng tôi mong muốn là nhắc lại một cái điều trị, hễ mà bệnh từ miễn thì nó sẽ tiến triển nặng theo hai kiểu, một kiểu là có sơ, một kiểu là viêm. Thì cái phần điều trị viêm bác sĩ sau sẽ trình bày, còn cái phần điều trị sơ khi nào các anh chị xác nhận là nó có sơ hóa, khi nào các anh chị xác nhận là nó tiến triển thì các anh chị sẽ điều trị song song, mà không cần bắt buộc phải cứ chăm chăm ngó tới cái sơ, ngó tới cái viêm. Dạ, xin chân thành cảm ơn hội nghị đã chú ý lắng nghe.